Đây này cả nhà này, đây là tôm đang sấy, sấy xong được mẻ này này. Mẻ đây đang sấy này. Đây, lấy tận này, nơi tận gốc luôn đây này. Đây, xưởng đang sấy đây. Không có tôm để, không bao giờ có tôm để lại. Tôm được ngày nào là hết ngày đó luôn. Hôm nay được khoảng mấy cân em? Em tầm 30 cân, ngày nào cũng làm đều ấy. Một ngày được có khoảng 30 cân, hết luôn. Vâng, vâng. Không bao giờ có hàng tồn đến ngày mai đây. Đây là hàng đang sấy này, chuẩn bị khô rồi này. Tại vì cơ sở đây, em bao nhiêu như đây, thế này mà công nhân ông làm đầy rẫy mà. Đây. Để đóng vào cái loại đây. Loại đây tôm to, tôm loại 1 đây cả nhà này. Tôm to nhỉ. Cái ruột rất là to luôn. Đây là tôm bộp giã nghệ, tức là giã ngày 1. Tức là giã ngày đi ngày cát, là ngày 1 về tức xong. Tức là ngày 1 sáng đi chiều về. Một ngày có được cũng 30 cân như thế này hết luôn. Wow. Đấy cho nên là phải đặt trước mới có hàng đây cả nhà. Đấy. Chứ không có tôm để tồn đọng đâu đây này. Tôm đang sấy đang còn nóng nguyên này. Tôm này thuộc dòng biển ngư lộc hộ lộc Thanh Hóa. Thế là cái này là không phải không cát không sạn. Không phải ấy chứ cả ăn luôn này bởi vì chín rồi. Đấy. Chấm tương ớt ăn luôn. Ngon lắm. Chấm tương ớt uống bia luôn nhá cả nhà nhá. Tôm sấy khô này. Thế chín luôn, cái lò sấy đang dưới đây này này. Em xây hôm qua lò sấy cho mọi người xem. Sấy bằng than hoa, nó bốc hơi này, nó tự chín này. Mọi người đang bóc đấy, em soi cho mọi người xem. Đang đóng nào. Đóng tối đây này. Tôi đi dậy xong là hết giờ rồi, phải ra để đóng tôm luôn, có sợ hết đây cả nhà. Đây này, cặp này. Đây, cặp đây này. Hết giờ phải ra đóng tôm, không có là hết, không có tôm nha. Cho cả nhà này. Tôi phải tự tay tôi đi ra tôi đóng tôm, tôi lấy tôm. Tôm đang sấy, bây giờ mới đang sấy đây cả nhà. Tôm đang nóng nguyên này. Cực kỳ ngon luôn. Này, 10 con như 10. To, ruột to lắm. Ruột to cực kỳ luôn. Mẹ này, hai mẹ này là cô lấy cả nhá. Đóng cả vâng, vâng. Vẫn còn sẵn bên nhiều. À, ra. Còn bên cơ sở 2 nữa cơ. Mấy cơ sở cả? 2 cơ sở. Đây, cái này để dân khô tí. Cái này khô khô rồi hẳn rồi gì? Cái này để khô tí để đóng luôn cái này này. Cái này là đang sấy này, còn chỉ còn tí nữa thôi, khoảng 10 phút nữa nó khô thôi. Đây. Bông ngon lắm. Tuyệt vời luôn. Cái này không phải sơ chế đâu cả nhà nhá, ăn luôn nè. Nhà mới cho tí một canh tương ớt ở đây cả. Có luôn. Có lon bia nào cho lon luôn. Cái thỏ này nào đón ăn cơ mà. Đây, sẵn luôn nhá. Siêu to khổng lồ nhá. Không có nữa. Không có cho cái đĩa gì ai ăn kiểu đây. Ăn bị cái bụi này phong trần. Nó hoang dã lại ngon. Không có biên này, ngon cực kỳ này. Tôm đang sấy ngon lắm cả nhà. Ăn này no tối về chả ăn cơm đâu. Hôm nào đi đóng hàng cái khách về uống no bụng. Cái mẹ đi để 10 phút nữa là đóng luôn này. Đấy. Ba ở nhà nhá.